Cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào toàn thể các bác anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Hiện tại thì bên em chỉ còn 3 cặp loa full CIF CC12. Đây là dòng loa hàng bãi xịn mang thương hiệu của Italy. Loa này thì được thiết kế là một bát 30, một chấp kèn. Và trước mắt các bác thì em cũng đã bày đủ 3 cặp ra đây. Trong video này thì chủ yếu sẽ giới thiệu về phần nội thất để các bác anh em đánh giá cảm nhận về độ chất của cái dòng loa này. Đây là một dòng loa có thể nói là cực kỳ là xịn sò và chất lượng. Về chiếc thùng loa thì họ đã bo cong hai cạnh, nhìn rất là mềm mại và ấn tượng. Ở phía đằng trước thì được thiết kế là hai cái nẹp nhôm ở hai bên cạnh loa. Loa này thì họ thiết kế một cái chiều sâu và cũng khá là sâu. Chiều sâu của loa này thì bên em đã kiểm tra là sâu tới 40 phân. Về nước sơn của cái dòng loa này thì họ đã thiết kế là một cái nước sơn màu tím các bạn. Đấy, màu tím khoai lang, hoặc các bác có thể cho nó là màu tím bậc cửu long cũng được. Về hình thức, cái mẫu mã có thể nói là không chê vào đâu được, đúng không ạ? Còn về phần công suất tới 400W nhé. Đấy, công suất max của nó thì lại càng khủng, 1600W. Loa này thì độ nhạy rất là cao, độ nhạy 99 dB. Như vậy là cũng là một trong những dòng loa có độ nhạy bậc nhất. Loa thì vẫn hoạt động ở trở kháng là 8 ohm và đặc biệt là giải tần, nó đánh ở giải tần xuống tới 40 Hz và lên tới tận 20 kHz. Như vậy thì giải tần này thì tiếng bát sẽ càng có độ sâu và dày tiếng bát. Vâng, và các bác hãy nhìn vào đây, vào cái phần tem mác đây thì nó có cả số series này, số series, và họ ghi bên dưới là cả ngày tháng năm sản xuất. Tại loa này là sản xuất ngày mùng 3 tháng 7 năm 2014, như vậy là 75 này các bác nhé. Đấy, các bác xem cái phần bích hậu loa thì thông số họ ghi rất là chi tiết, cụ thể và đầy đủ. Đấy, có cả tem QC, tem chống hàng nhái hàng giả và tem tem ánh 7 màu. Đấy. Nước sơn ở đây thì họ sơn sần, sơn sần mịn. Hình thức về thông số kỹ thuật của cái dòng loa này thì rất là ăn điểm, đúng không ạ? Còn về phần bên trong, đấy. Ở đây loa CFCC12 thì họ lại thiết kế một chiếc bát là bát từ leo các bác nhé. Đấy. Với cái dòng bát từ leo này thì các bác nhìn thì nó không có độ khủng bố, đúng không ạ? Nhìn thì rất là bình thường, nhưng mà độ chi tiết, độ chất lượng của nó thì cực kỳ là cao. So với cái dòng bát từ thường thì loa bát từ leo thì nó hơn rất là nhiều. Ở đây thì xương họ thiết kế là đều là dòng xương nhôm đúc, xương nhôm đúc. Và cầm chiếc bát này thì cũng không có gì là nặng lắm các bạn, nhưng mà với cái dòng bát từ neo như thế này thì cũng khá là khủng rồi đấy, khá là khủng. Nhiều loa thì cái độ cái bát từ neo của nó thì trông nó còn nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Ở đây các bác nhìn thì trên màng loa này có cả số lô, và đây thì họ ghi như kiểu là ngày mùng 4 tháng 2 năm 2014 ấy. Đây là nó là ngày tháng năm sản xuất đấy các bạn. Về cái màng loa của cái dòng CFCC12 này thì nó cũng khá là mỏng. Đấy, mỏng, màng giấy mỏng như thế này thì nó sẽ cho ra cái chất âm khá là sạch các bác nhé, sạch và độ trong trẻo, lời sáng. Full 75. Đấy. Với những cái dòng loa xịn như thế này thì các bác nhìn từ cái chấu loa cho đến là dây côn, mọi thứ nó rất là chuẩn chỉnh và xịn sò. Đấy. Cái lớp keo họ bọc lên đây nó dạng keo trong suốt. Đấy, màu vàng như thế này thì không, chúng ta biết được là không có thể làm nhái làm giả được. Đấy, trên màng bát cũng có số lô, trên xương bát cũng có số lô, và trên tử cũng đều có hết. Đấy. Và cái bát của cái dòng CFCC12 này thì cũng là dòng bát của BNC các bác. Đây, mặt trước của chiếc bát thì họ thiết kế là gân hai sóng này, gân lụa tẩm dầu. Theo năm tháng thì nó vẫn còn độ dính còn khá là cao. Cái phơ của dòng này thì họ làm cái phơ thì cũng khá là khủng, đúng không ạ? Khá là khủng. Đấy. Củ chép của dòng CC12 này thì củ chép họ thiết kế khá là to. Đấy, này ít nhất phải là chép từ 12
thứ 12 và cũng là chap của BNC. Đấy, các bác nhìn là họ ghi là Made in Italy. Đấy, chap BNC. Như vậy là loa này là vừa bắt BNC và chap BNC. Đấy, theo năm tháng loa sản xuất 2014, nhưng mà từ những cái phần từ chap từ bát thì đều còn sáng bóng, không để lại một cái vết han nào. Đấy, loa rất như vậy là đã đánh giá được độ chất lượng và xịn sò của loa đúng không ạ? Nếu mà loa không chất lượng để theo năm tháng nó sẽ bị han. Đấy. Cái phễu chép thì họ làm rất là dày dặn, và đặc trưng của cái dòng CF thì họ hay thường khắc cái đầu cá heo ở trên phễu cũng như là bên vệ thùng loa. Vâng, và phân tần của cái dòng này thì các bác nhìn thì khá là chất lượng và khủng. Đấy, ba cuộn cảm rất là to, và trong mỗi cuộn cảm thì đều bọc cái lớp vải, thứ nhất là chống nhiễu, thứ hai là bảo vệ nó không bị sổ ra, nó gọn gàng, nhìn nó đẹp, tản nhiệt bằng đồng, không phải là bằng sứ. Và những con tụ thì ở đây thì là những cái con tụ hàng nhập, cho nên là mã số thông tin độ chất nó rất là cao. Đấy. Trong cái main phân tần thì họ thiết kế rất là nhiều những cái con diode, con trở, đấy, con tụ, con trở để làm nhiệm vụ là bảo vệ cái chắp. Chính vì thế mà với cái dòng CF này thì bác biết thì nó sẽ rất là hạn chế là cháy chắp. Để chi phí sản xuất cho cái dòng bát từ neo này thì nó đắt hơn là từ thường khá là nhiều. Chính vì thế mà với những cái dòng loa bát từ neo thì bao giờ cũng đắt hơn bát từ thường. Đấy. Đắt hơn thì đương nhiên là nó phải chất lượng và xịn sò hơn rồi, không có lý gì mà lại đắt hơn mà lại kém chất lượng hơn các bác nhé. Đây, về tình trạng của loa thì bên em cũng đã kiểm tra, và bây giờ thì các bác cùng em đi từng chiếc một để kiểm tra cho nó chi tiết cụ thể hơn giúp em. Đấy. Để mai các bác mua bất cứ cặp loa nào ở đây thì các bác cũng có phần để yên tâm, mà chúng ta không sợ là có cặp bị lỗi, bị làm lại. Về phần bông tia âm, mặc dù là cũng hơi ngả màu nhưng mà chúng ta nhìn thì vẫn có độ sáng sạch. Vì ở đây ấy là do lỗ thông hơi nó ở đằng trước nhá, mà cái lớp chắn bụi của cái dòng e căng này thì rất là dày. Đấy, thì họ lại bọc cái lớp mút chắn bụi ở đằng trước. Đấy, con này thì nó có phần ố hơn một chút. Đấy, nó đã phần ố hơn này, ố vàng này. Đấy, cái loa nào cũng bao cho các bác là zin đét đẹp nhá. Phân tần thì không có cái nào là bị xô lệch cũng như là bung quận cảm, họ gắn rất là chắc, phải nói là chắc chắn anh em. Đấy, ở đây thì cái con trở này thì họ ấy hàn thủ công như dạng là thuần thuần rối đấy. Với cái phân tần mà nó được sử dụng nhiều cái con diode, hai con tụ như thế này thì các bác thường thấy ở cái phân tần của dòng loa full B3 đúng không ạ? B3 thì họ hay làm như thế này. Này về cái dòng loa CFCC12 này thì ngay kể cả bên cái buồng chép này nó cũng có bông tiêu âm đấy. Lỗ ốc bắt loa ở đây thì tất cả là đều bằng lỗ chôn gen hết. Đấy, lỗ chôn gen. Cái này thì nó không phải là cứ loa đắt tiền với có lỗ chôn gen các bác nhá. Đấy, nó tùy từng loại loa, có loa đắt tiền hơn nhưng mà nó vẫn không sử dụng lỗ chôn gen đâu. Kể cả loa Mỹ, nhiều dòng loa nó không có lỗ chôn gen. Đấy, cái này không cứ được. Còn loa nhái thì nó làm lỗ chôn gen thì nó quá là đơn giản rồi. Đấy, e căng thì cũng cơ bản là còn zin các bác nhá. E căng thì khá là zin. Có cái thì nó mất tem đấy, có cái tem CF này, bên tem giấy bên phía chạm bên trái đấy thì nó bằng giấy các bạn, cho nên là cái chuyện nó bong là chuyện bình thường vì giấy dán keo mà, lại còn vào vải nữa thì không thể, cái độ chắc nó không cao nên là cũng có đôi nó sẽ mất tem, cái đấy không quan trọng. Đấy, tem này với là tem chính, tem kia thì gọi là trang trí thôi. Và giá của cặp loa CF CC12 hàng bãi xịn này thì bên em sẽ thông báo các bác là với cái giá là 12.200.000, 12.200.000. Đấy. Và với, ở cái thời điểm này thì với cái giá 12.200.000 thì theo em thì cũng là một cái giá cực kỳ tốt rồi. Đấy. Số lượng thì em không còn nhiều, chỉ còn có 3 cặp thôi. Đấy. Các bác so sánh với cái giá ở thời điểm trước thì có phần có thể là cao hơn, nhưng mà
Bên em thì cũng cố gắng đưa ra một cái giá thật tốt để các bác anh em sử dụng cái cặp loa này. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ cho Doãn Hưng nhé. Đấy. Các bác có thể liên hệ bằng hai số điện thoại. Đấy. Số đầu là số Zalo đấy. Em giao hàng toàn quốc. Địa chỉ của em là ở Giao Thủy Nam Định. Đấy. Các bác xem clip thì các bác có thể là đăng ký kênh, chia sẻ kênh để được nhận các cái video thông báo lần sau. Và các bác xem clip thấy hữu ích thì các bác có thể là tặng Doãn Hưng xin nút like các bác nhé. Rất cảm ơn các bác anh em đã luôn đồng hành ủng hộ kênh của Doãn Hưng.